Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài quiz của Blackpink nhé. Trước khi vào bài tập thì mọi người hãy like và đăng ký ủng hộ mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy đến nhịp cho các bạn hình dung này. Về phần đấy của mình sẽ chia làm hai phần thôi. Đầu tiên 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7, 8, 1, 2 và 3 và 4, 5 và 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết động tác nhé. Đầu tiên phần của Lisu thì hai cuối của đưa lên cao, lấy đà như thế này, đập lên một người xuống hai lần. Tiếp theo này, đưa tay lần lượt như này, thăng phải trái và chân di chuyển nhanh, đúng chưa? Di chuyển cho mình vào cao gần năm, gần năm, năm nhìn một, nhưng mà nhìn kép nhé, một và na 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 na
Ok, sau khi làm chúng ta lấy hình xong thì mình sẽ đặt đầy không? Đổ dập xe.